xin chào toàn thể các bạn đang xem clip hôm nay mình giới thiệu với các bạn một game để chúng ta có thể giải trí mùa covid game này là game bia một game giải trí rất là trí tuệ đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng tính toán và chiến thuật hợp lý thì chúng ta mới có thể chiến thắng được những đối thủ nặng ký và trong clip này tôi sẽ giới thiệu với các bạn hai trận đánh một trận knockout và một trận Đánh chiến thuật để mà thắng đối thủ có đẳng cấp cao hơn mình. Và tôi Hậu Nguyễn đã chơi cái game này được khoảng gần 10 năm rồi. Kể từ khi nó mới bắt đầu ra tôi đã chơi rồi. Tôi chơi với mục đích giải trí và chưa từng tốn một xu nào ở cái game này cả. Bây giờ tôi sẽ review profile để cho các bạn cùng xem. Các bạn có thể thấy hiện tại tôi đã thắng 121 tỷ xu và trong ví xu hiện tại tôi chỉ còn có hơn 1 tỷ thôi. Do lúc mà thắng nhiều tiền quá chả biết làm gì cho nên là mua hết gậy. Các bạn có thể xem này, rất nhiều gậy luôn. Ước gì tôi có thể tặng được các bạn. Nhưng mà cái này nó không cho tặng. Nói chung là tôi đã phá đảo hết sạch tất cả các bạn ở game này rồi. Các bạn có thể xem bộ sưu tập nhẫn này, rất nhiều luôn. Gần như là thắng hết chỉ có duy nhất hai cái đó là Monte Carlo và Viên là tôi không chơi được bởi vì cái bàn đó họ yêu cầu bắt trả phí cho nên tôi không chơi. Các bạn có thể xem bộ sưu tập mà thi đấu quốc tế này. Những phiên bản giới hạn rất nhiều luôn. Đó. Cực kỳ nhiều mà chả biết để làm gì. Bây giờ cho các bạn xem một tỷ xu của cái game này mà quy đổi ra tiền Việt thì nó ra bao nhiêu tiền. Ở trên này nó có 3 triệu này bằng 2 triệu 199 nghìn tiền Việt Nam đồng. Các bạn thử nhân giúp tôi một tỷ xu quy ra tiền Việt chắc là tôi giàu to rồi. Và lại còn cả 522 đô chưa dùng đến. Trong game này khó nhất là hai bàn. Bàn đầu tiên là bàn Berlin Bàn này yêu cầu chúng ta phải ăn bi số 8 bằng cách cân băng, chứ không được đánh thẳng bi vào lỗ. Cho nên rất là khó. Nhưng mà tôi đã thịt được hai nhẫn ở cái bàn này rồi, không vấn đề gì cả. Và bàn khó thứ hai đó là bàn Monaco. Bàn này đòi hỏi bạn phải có một tinh thần thép bởi vì khi chui vào bàn này thì nó sẽ cá hết số tiền. Ở trong cái ví của bạn. Ví dụ bạn có 1 tỷ mà thằng khác nó có 2 tỷ thì khi đó nó sẽ ép hết 1 tỷ trong ví của bạn và lấy 1 tỷ của thằng kia để hai thằng đấu với nhau. Thằng nào thua thì sẽ ăn hết số tiền của thằng còn lại. Cho nên là chơi bàn này đòi hỏi bạn phải có tâm lý cực kỳ là vững chắc thì mới mong thắng được. Nhưng mà hậu đã có 8 nhẫn ở bàn này rồi. Cho nên là chả có ngại đối thủ nào hết để không mất thời gian của các bạn bây giờ chúng ta sẽ vào thực chiến tôi sẽ chọn bàn to nhất rồi chơi luôn Mumbai cúi rời gặp đối thủ rất nặng ký sao to gấp đôi tôi các bạn phá bi chú ý phá giống tôi nhé Ở trên này thì chúng ta quan sát bi số 8 không bị vướng gì Và tôi sẽ chọn ăn hàng trên Tức là từ 9 cho đến 16 Tôi đánh bi số 13 trước Và tôi sẽ trôi giật để ăn bi số 14 Nhẹ nhàng lực rất nhẹ Tiếp theo tôi sẽ ăn bi số 14 Và trong cái bàn này thì chúng ta ăn bi nào Thì chúng ta phải chỉ vào cái lỗ đó Không có là bị sai luật Tôi sẽ đẩy cái tiến lên để ăn bi số 15 chúng ta đánh chúng ta phải chú ý lực làm sao cho nó vừa đủ Ở cái thế này thì tôi sẽ gãi bi số 10 ra Nếu chúng ta đánh thẳng thì sẽ không gãi được và chúng ta phải trô giật lại Để cho con số 10 về lỗ góc Thì chúng ta mới điều được con 12 và con số 9 Rồi quá đẹp quá ưng ý luôn Đánh bi số 10 đánh nhẹ nhàng tiếp theo ăn 12 đánh nhẹ nhàng. Rồi bi số 9 chúng ta bấm nhẹ lại. Cắm gậy xuống. Nhẹ nhàng. Và ăn bi số 8 lỗ góc. Bye bye Jun. Hẹn gặp lại. theo giới thiệu với các bạn trận đấu đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng tính toán tư duy thì mới mong chiến thắng được những đối thủ rất nặng ký ở cái bàn này chúng ta chỉ cần sảnh một cơ là họ dọn hết bàn và nay may mắn tôi được phá trước rồi ăn được hai bi điều tiếp theo chúng ta phải quan sát bi số 8 bị vướng ở đâu không để chúng ta có thể cân nhắc ăn bi to hay bi nhỏ. Và trong trường hợp này tôi sẽ ăn bi nhỏ. Thôi xong. Con 15 đã che mất lỗ số 1 rồi. Rất khó khăn. Tôi sẽ đánh bi số 3. Cái xuống phía đầu này thì tôi sẽ ăn bi số 4 hoặc số 5 gì đó. Rồi thôi xong. Bi số 4 đã bị lấp tôi sẽ đánh bi số 5 và gãi số 14 ra để lấy đường. Rồi thôi xong. Số 4 mất đường. Bây giờ tôi sẽ phải tính để làm khó đối thủ. Tôi sẽ đánh bi số 4 lấp lại con số 9 của người ta. Rồi, cú đánh rất tuyệt vời. Tiếp theo xin nhường cơ cho đối thủ. Sao của họ rất là cao. 336. Mình thua đúng 100 sao. Nhưng mà không vấn đề gì cả. Nếu mà đánh tư duy chiến thuật thì chúng ta vẫn cứ thắng bình thường. không biết đối thủ sẽ chọn đánh con nào. Ô tại sao lại chọn 14 nhỉ? Nếu là tôi tôi sẽ chọn bi số 9, tôi sẽ trôi giật lại ăn số 12. Thì cơ hội thắng cao hơn. Họ chọn số 12 là khôn đấy, bởi vì nếu mà đánh bi số 14 thì cái nó xuống kia không ăn được bi số 12 nữa bởi vì 12 bị mất đường họ đã sai lầm khi chọn đánh bi số 12 và 14 ở cái lỗ góc bên này. Bây giờ mà họ chỉ cần đánh trượt là tôi sẽ thắng luôn. Thôi xong. Bi số 9 lấp vào số 4. Bây giờ mình có đánh số 1 xuống lỗ thì cũng không thể thắng được. Và mình phải chơi chiến thuật. Bây giờ tôi sẽ đưa số 1 về lỗ góc bên này. Không cần ăn để xem đối thủ sẽ làm gì tiếp theo. À, họ ăn bi số 1 của mình làm khó mình. Cực kỳ là đau đầu. Tôi sẽ không ăn bi số 14 của họ. Bởi vì nếu mình ăn bi số 14 thì họ chỉ cần đặt cái vào số 9 gõ nhẹ con 4 nó trôi ra là mình chết luôn. Vì thế tôi đã không đánh bi số 14 của họ xuống lỗ và tôi sẽ đưa bi số 14 chạm vào số 8 để làm khó. Họ cũng không dám ăn bi số 14 bởi vì họ biết rằng nếu như họ ăn bi số 14 thì chạm vào số 9 kia rất là khó. Cực kỳ căng thẳng Tôi vẫn không ăn bi số 14 Và tôi sẽ đánh lan man Ép họ phải ăn nếu là tôi thì tôi sẽ đưa số 14 vào cái lỗ góc với con 4 với con 9 đấy để khi mà mình có ăn cái lỗ đấy thì cơ hội mà phá cái đám kia ra rất là cao nhưng mà họ không tính được cái nước đấy nếu như là tôi thì tôi sẽ chọn là chọn ăn số 14 ở cái lỗ góc cuối cùng bên tay phải và tôi sẽ đặt cái check lên phía bên này để khi ăn số 14 cái nó sẽ phá cái đám 49 này ra nhưng mà họ không tính được cái nước đấy bây giờ họ giấu cái các bạn có thể xem người ta giấu cái cực kỳ là khéo luôn chỉ có chết thôi rất là khó không chạm được bốn nước cuối cùng là a băng để cho nó chạm vào bốn nhưng mà đánh rất nhẹ thôi nếu mà đánh mạnh thì nó sẽ phá ra là mình thua thôi xong trượt rồi nhưng mà cũng không sao cả bây giờ họ đang làm khó mình mày quá vẫn còn đường chạm con 4. Rồi tôi sẽ làm khó lại. Xem ai hơn ai. Rồi, cú đánh cực kỳ xuất sắc. các bạn mà không kiên nhẫn thì không thể chơi được cái này phải kiên nhẫn rồi cơ hội của tôi bây giờ tôi sẽ đánh số 4 để cho con chín nó bật ra bật ra và không có đường để mà chạm vào số 9 là họ sẽ đứt quá là đẹp luôn toang rồi. Rồi xác định luôn. Ăn số 4 và trôi cái nhẹ về góc bên này là ra đi. Rồi, tự thua. Hy vọng xem xong clip này các bạn sẽ chơi game này một cách hiệu quả xin chào và cảm ơn toàn thể các bạn đã theo dõi video clip suốt từ đầu đến giờ